Mình chọn ngành công nghệ thông tin là vì đây là một ngành cực kỳ hot trong hiện tại và trong tương lai sẽ phát triển mạnh hơn nữa. Và đồng thời nó cũng là ước mơ từ nhỏ của mình. Khi học ở Văn Hiến thì mình được học các học phần như lập trình xe công cộng, hệ điều hành, mạng máy tính. Và trong cái học phần này mình yêu thích nhất là học phần lập trình xe công cộng của thầy Dương Quang Chiết. Học phần này giúp mình củng cố kiến thức về lập trình, tạo nền tảng vững chắc cho mình học các học phần chuyên sâu hơn. Điều em cảm thấy tự hào và ấn tượng nhất khi học công nghệ thông tin ở trường đại học Văn Hiến là chuyến đi tham quan thực tế tại FPT Software. Khi đi tham quan thực tế thì em được giao lưu học hỏi cùng các bạn bè đồng trang lứa và cũng như củng cố kiến thức cho bản thân để phát triển trong tương lai. Các bạn 2K6 ơi, nếu các bạn có sở thích và đam mê về lập trình web và bảo mật an toàn thông tin thì hãy đến với khoa công nghệ thông tin trường đại học Văn Hiến nha.